Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tino Quách và MTM Pharmacy. Và MTM Pharmacy là có 5 địa điểm tại các thành phố là Santa Ana, Garden Grove, Huntington Beach và Anaheim để phục vụ cho quý đồng hương. Nên quý vị nhớ đến với những địa điểm của MTM Pharmacy. Và hồi nãy bác sĩ Quỳnh Như ở trong phần 2 của chương trình cũng là một bác sĩ rất là gần với là một trong những địa điểm của MTM Pharmacy, gọi là neighbor luôn đúng không neighbor. Chị? Yeah. Bác sĩ Quỳnh Như là cái tiệm mắt kính của bác sĩ Quỳnh Như là nằm trong cái medical building của bác sĩ Calvin Mai đó. Quý vị bước vô cửa là thấy tiệm mắt kính rất là đẹp liền. Bác sĩ Quỳnh Như làm việc ở đó. Bác sĩ Quỳnh Như giỏi, kiến thức rất là rộng, mình nghe bác sĩ nói là mình đã biết rồi. Bác sĩ cũng khám bệnh mắt được chứ không phải là chỉ khám độ mắt thôi. Bác sĩ khám được khám bệnh về mắt, bệnh cataract nè, mắt cườm khô, bệnh glaucoma, mắt cườm nước và bệnh khô mắt, rồi những cái bệnh mà nhiễm trùng, thí dụ mình bị sáng tối mình ngủ sáng mình bị đổ ghèn, bị viêm mắt đó, bị nhiễm trùng, thì những bệnh nhân nào mà có những cái nhu cầu về đó thì vẫn tới khám bệnh với bác sĩ Quỳnh Như được, chứ không cần phải đi những cái bác sĩ mà chuyên về mắt. Những bác sĩ chuyên về mắt đó, thì những bác sĩ đó đó sẽ giúp mổ mắt là nhiều hơn. Hay là mình có những cái bệnh glaucoma mà cườm nước mà nó nặng đó, thì giống như mình đi tới bác sĩ Quỳnh Như, rồi bác sĩ Quỳnh Như sẽ giới thiệu mình đi tới những bác sĩ chuyên về mắt. Còn bệnh mắt thông thường mình muốn đi vào đi ra không cần phải make appointment làm hẹn trước, cứ đi thẳng tới phòng mạch của bác sĩ Quỳnh Như. Bright View Optometry. Cho nên là quý vị thấy là rất là tiện. Quý vị đến với là một trong nhiều địa điểm của MTM Pharmacy. Quý vị đến với bác sĩ gia đình của mình, lại bên cạnh đó có luôn bác sĩ mắt luôn. Là quý vị là one stop shop, đi vòng vòng ở đó là có đầy đủ hết, rồi ghé qua lấy thuốc ở MTM Pharmacy, vô cùng tiện lợi. Thưa chị, thì ngoài ra là Mỹ Linh biết là MTM Pharmacy có rất là nhiều service để phục vụ cho quý đồng hương, đặc biệt đó là quý bác cao niên. Thì mình có những cái service nào thưa chị? Service của những bác cao niên đó thì trước hết mình muốn nói đó là những bác lớn tuổi thì đi lại khó khăn, không có xe, phải đi xe bus. Cho nên cái mà quan trọng nhất mà Tina muốn giới thiệu là cái dịch vụ giao thuốc tận nhà. Tuy rằng mình nói hoài nhưng mà mình cũng phải ráng nói hoài để cho mấy bác biết là mấy bác được hưởng những cái dịch vụ đó từ tiệm thuốc MTM. Mình lớn tuổi rồi, ở đây mấy bác thấy không, mình đi bác sĩ cũng có người đưa rước, mình đi khám mắt, mình đi đâu nói chung là cũng có người đưa rước. Thì bây giờ mình đi tiệm thuốc thì có người mang thuốc tới nhà. Đúng vậy. Rồi, cái đó là số 1. Cái số 2, những bác lớn tuổi thì thường thường có những cái chứng bệnh giống như bệnh tiểu đường. Cái MTM Pharmacy đó thì không phải là nói đặc biệt là chuyên về pharmacy cho người lớn tuổi, nhưng mà thực ra bệnh nhân của Tina cũng hết hơn 50% là những bác lớn tuổi rồi. Mà 50% những bác lớn tuổi thì ưa mắc phải chứng tiểu đường, cho nên mình ráng mình làm cho cái tiệm thuốc của mình nó trở thành một cái tiệm thuốc mà nó chuyên. Chuyên thì nó có nhiều cái chuyên, nhưng một trong những cái chuyên đó là chuyên dịch vụ tiểu đường. Thì mình có máy móc, những cái máy để thử đường nè, đó nó có nhiều hiệu, rồi mình có que thử, rồi mình có alcohol, cái alcohol swab đó. Nói chung là những cái dụng cụ, những cái gì mà để giúp cho bệnh nhân bị tiểu đường có thể tự lo cho mình thử đường trong máu và chích thuốc tiểu đường là ở ngoài MTM Pharmacy đều có hết. Thuốc men cũng có đầy đủ hết. Những bệnh nhân nào mà trẻ tuổi hơn mà không có những cái bảo hiểm gọi là Medi đó, thì có nhiều khi những cái thuốc tiểu đường mà thuốc mới nó rất là mắc tiền. Thuốc insulin mới với lại những thuốc viên, nó có những cái thuốc viên uống nó rất là tốt, mới, nhưng mà nó bảo hiểm thường thường nó họ cho mình bắt mình trả nhiều cái copay lắm. Thì ở ngoài MTM đó, technician với lại pharmacist của MTM cũng biết cách làm giảm cái tiền copay giúp cho bệnh nhân. Quá. Hoặc là mình có thể giới thiệu những thuốc generic tương tự vậy để giúp đúng cho rồi. Đúng rồi. Mình bệnh thì mình phải uống, nhưng mà một là mình, nếu mà mình hết cách rồi thì mình phải đổi, mình phải gọi bác sĩ để mình thảo luận với bác sĩ làm thế nào mình đổi qua cái thuốc nào mà
mà cover bởi insurance để cho bệnh nhân có thuốc. Còn nếu mà mình làm được mọi cách để mình giảm được cái tiền copay cho bệnh nhân xuống đó, thì thì thường thường những hãng thuốc họ cho coupon, rồi mình cũng biết cách làm, mình phải biết cách tìm tòi đó. Thì tại vì mình chuyên nghiệp, mình làm nhiều thì riết là mình giỏi thôi. Nhưng mà còn các bác không chỉ là bị tiểu đường đâu, mà giống như là có các bác là rất là hay quên thuốc, giống như không có nhớ nổi là mình uống hay chưa uống, thì mình có cách nào giúp cho các bác không chị? Có chứ. Nếu mà những bác mà quên uống thuốc nhiều đó thì nói cho nhân viên của MTM biết, thì tụi cháu sẽ bỏ thuốc vào trong những cái blister pack đó, cái giống như là gọi là cái vỉ thuốc, cái vỉ đó, thuốc trong vỉ đó cho mấy bác, thì mình nhấn ra mỗi ngày đó. Là chị bỏ ra được đúng 30 ngày luôn, mỗi ngày y chang vậy. Thì mỗi ngày mình nhấn ra, ngày nào mà mình chưa uống mình nhìn vô mình biết. Còn nếu mà mình để trong cái chai, cái vial thì mình nó còn nhiều quá, mình sao chẳng lẽ mỗi ngày mình đem ra mỗi đếm. Mà Tina lúc nào cũng khuyên mấy bác là nên dùng cái pill box, là cái mà nó để 7 ngày đó. 7 ngày, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Thì nếu mà mình 1 tháng thì mình có thể mình mua 4 cái. 7 ngày thì mình có tuần thứ nhất, tuần thứ nhì, tuần thứ hai, tuần thứ ba, thì mình tự bỏ cũng được. Thì lúc mình tự bỏ thì mình thí dụ ngày mình uống 5 viên thì mình bỏ 5 viên như một hộp. Thì nguyên tháng mình có 4 cái như vậy là 28 ngày. Thì lúc đó mình không có cần phải thuốc trong vỉ mà Tina sẽ làm. Còn nếu bé bác nào mà không làm được, nhiều khi nhiều bác bị bối rối không biết làm, thì muốn làm trong vỉ đó thì MTM, nhân viên Tina sẽ làm ra từng trong vỉ cho mấy bác. Mỗi ngày bấm ra, thì khi bấm ra vậy tới chiều mình check lại, chết cha bữa nay quên uống thuốc là chưa thấy rồi mở rồi sẽ uống, đúng không, thì mình đỡ cho quên. Đó quan trọng là để cho mình khỏi quên, cái đúng chuyện đó rồi. Là rất là quan trọng, tại vì thuốc là phải uống mỗi ngày đều đặn, quên là coi như là mình cũng bị mất hết công dụng của thuốc rồi, phải không chị? Đúng rồi, uống thuốc không có nên quên. Mà nếu mà cái này cũng nhắc thêm, nếu mà lỡ quên á, thì khi nào sớm nhất mình nhớ thì mình uống, mà khi mà nó gần còn 2-3 tiếng nữa mà nó trở lại qua ngày mới đó thì mình bỏ luôn, mình uống qua cái viên thuốc mới thôi, mình không cần phải uống hai viên. Ủa vậy hả chị? Nhưng mà trong vòng 12 tiếng mà mình quên, mình vẫn có thể, mình vẫn nên uống cái viên thuốc của mình. Còn nếu như mình chỉ còn 1-2 tiếng nữa là sẽ qua ngày mới thì thôi. Tại sao vậy chị? Thì tại vì mình uống 2 viên một lúc, có thể là cái khi mà thuốc nó vào trong máu mình, nó cái nồng lượng nó cao quá, có thể nó làm cho thí dụ mình uống thuốc giảm huyết áp đi, mà thí dụ bây giờ qua một ngày có thể huyết áp của mình nó cũng không có tăng lên gì mấy, mà mình double mình uống 2 viên có thể huyết áp của mình nó giảm xuống nhiều thì cũng không tốt. Bệnh tiểu đường thì ok, cho nên thì mình nói chung thôi, nhưng mà mình nói về để an toàn thì mình cứ dặn như vậy. Thì thà nó thiếu chút còn hơn nó quá dư, thì đang nghĩ vậy. Cho nên uống thuốc nữa. Vì vài bữa mình cũng phải nói về show làm cách nào uống thuốc cho đúng. Phải có cái show này nữa. Thực sự là cũng có nhiều điều phải nói. Mình cứ phải nhiều khi nói đi nói lại đó, cho mấy bác quên rồi mình sẽ mai mốt mình sẽ nói trở lại. Rồi cứ chị cần. Ngoài ra thì giống như là ở ngoài MTM Pharmacy địa điểm số 4 của mình ở Huntington Beach, thì mình vẫn có cái giường Beamer ở đây để mà cho các bác, đặc biệt là các quý vị nào mà mình máu huyết không có lưu thông, mình cứ cảm thấy nhức mỏi trong người, hoặc là những người bị tiểu đường mà đã ạt thắt tới lòng bàn chân của mình rồi, thì mình nên nằm trước giường Beamer này, phải không? Mấy bác mà bị tiểu đường mà bị đau nhức nhiều nè, mấy bác mà đi lọc thận nè, cái máy Beamer nó giúp mấy bác nhiều lắm đó. Tại vì khi mà mình đi lọc thận thì một ngày mình lọc, một tuần mình lọc có 3 lần thôi. Còn 3 ngày kia cái thận, mấy máu huyết của mình nó đâu có lưu thông được nhiều. Đó, cho nên mấy bác, Tina có 2-3 bác bệnh nhân đang lọc thận, đang dùng máy Beamer thì mấy bác nói rất là khỏe. Mai mốt cái Tina sẽ có cái dịch vụ Beamer suốt ngày luôn. Bây giờ thì mình chỉ có tới 2 giờ chiều thôi. Mai mốt mình sẽ có tới 6 giờ tối. Thì mấy bác nào mà lọc thận mà có không có phương tiện thì cứ gọi tới MTM Pharmacy thử coi mình có giúp được cho mấy bác hay không. Sẽ giúp cho mấy bác đó. Thì mấy bác ráng, nếu mà mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình mà nó hợp với lại cách xài máy Beamer đó thì cứ gọi ra để mà nhờ.
MTM Pharmacy giúp cho mình. Dạ, và bác sĩ dịch vụ mình có sẵn mà mình đang kêu gọi mấy bác cứ xài đi, không có sao hết. Đó, cờ nhiều member này rất là tốt và đặc biệt tốt cho các bác lọc thận nữa mà bác sĩ về thận rất là giỏi, là bác sĩ Từ Ba Thất lại ngay bên cạnh neighbor của MTM Pharmacy cho nên là đó, mình lên đó là circle vòng vòng đó rồi quý vị đến one stop là có hết. Đúng rồi. Để giúp cho quý vị nha, cho nên quý vị cứ an tâm. Và cái nhiều member này có tại địa điểm số 4 của MTM Pharmacy nằm ngay trước đường Bonsai Cook với lại Edward, đối diện với đường Westminster Mall, rất là gần thôi. Dạ, cho nên là quý vị ghé đến nha. Dạ, rồi ngoài ra thì cũng 2 tuần rồi mình chưa có nói về những loại thuốc bổ rất là tốt đang có tại MTM Pharmacy, thì chị có thể giới thiệu để cho các bác có thể sử dụng. MTM Pharmacy có bán tất cả những loại thuốc bổ nào mà có bán ở trên thị trường, thật ra là như vậy. Mấy bác muốn uống cái Centrum Server là cái thuốc bổ một ngày một lần cũng có nè. Mình bị tiểu đường mình muốn thuốc uống thật thuốc đặc biệt về cho tiểu đường cũng có nè. Mình có thuốc bổ cho tiểu đường hả chị? Có chứ. Những người tiểu đường họ uống thuốc bổ đó, thuốc bổ nó phải cao, cái nồng độ nó cao hơn là những người bình thường. Rồi nó có thêm những vài chất mà nó giúp cho cái sự tiêu hóa insulin nó dễ hơn đó. Rồi nếu mà mình bị thận thì có thuốc bổ chuyên về cho người lọc thận. Thuốc bổ mắt nè, nãy mình nói đó. Thì những cái thuốc bổ tiêu biểu như vậy thì lúc nào cũng có hết. Còn những có những thuốc bổ đặc biệt mà Tina muốn giới thiệu đó cho bệnh nhân là mình có thuốc Protandim nè. Protandim thì giúp cho gan, giúp đề phòng ung thư, giúp đường ruột và giúp cho mình có nhiều energy. Tina uống mỗi ngày một viên Protandim để mà giúp cho mình có đủ energy và giúp cái dị ứng đó. Tina bị dị ứng rồi Tina uống cái đó ha. Rồi mình chắc là một hai tuần nữa Tina sẽ có cái sản phẩm bán thuốc đông trùng hạ thảo. Sắp ra. Nó sắp ra, tại vì mình đang muốn mình có cái thuốc tốt để mình bán, chứ mình không muốn bán cái thuốc không tốt, cho nên á nó còn nhiều thời giờ để mà mình chuẩn bị. Tina đã thử rồi, cái thuốc đông trùng hạ thảo nó tốt lắm đó nha. Chị. Thì mấy bác chắc coi tivi nhiều thì biết đông trùng hạ thảo là cái gì rồi, mình cũng cần phải giải thích. Nhưng mà Tina đã, bản thân Tina uống thử, tại vì cái thuốc đó nó cái tốt nhất, tốt đầu tiên của nó là nó giúp cho cái đường hô hấp. Tại vì sở dĩ Tina thử không phải là tự nhiên mình không có bệnh gì mình thử, mình cũng đang, Tina có bệnh suyễn, hồi xưa mình nói là nhỏ mình bị suyễn, bây giờ lớn lên cho nên nó cũng hơi, nó không có được khỏe 100% như những người mà không có bệnh đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là mình đủ khỏe để mà mình khỏe mạnh, đúng không? Thì Tina nhưng mà nói chung là nó vẫn không có khỏe như bình thường được, nó vẫn cảm thấy khó chịu phải không chị? Đúng rồi, hay là lâu lâu mình hoạt động nhiều, mình tập thể dục nhiều hay này nọ đó thì chị exercise về thì đó, cái cơn thở của mình nó cũng bị giống như là sốt, là depressed, nó bị thở đứt hơi đó. Thì tối mình uống thử thì chị thấy bình thường, nó tốt, tốt vô cùng đó. Nhưng mình là... nói mình đang excited, chứ mình đang thích thú cho nên mình đem ra mình chia sẻ thôi, chứ bây giờ mấy bác muốn thì cũng chưa có. Từ từ. Cái này là từ từ, nhưng mà thời gian sẽ coming soon phải không chị? Đúng rồi. Coming soon. Cho nên có rất là nhiều loại thuốc bổ ở MTM Pharmacy để phục vụ cho quý vị, cũng có nhiều service tại MTM Pharmacy để phục vụ cho quý đồng hương, nên quý vị nhớ ghé đến với chúng tôi. Và bây giờ thì để kết thúc chương trình, một câu chuyện cười của ngày hôm nay chị sẽ gửi đến cho quý khán giả là gì? Chuyện cười hôm nay ngắn thôi nhưng mà Tina thấy nó cũng rất là làm cho mình buồn cười. Buồn cười mà buồn cười méo. Đây là cái chuyện nó có tên là đúng là Việt Nam rồi, đúng là nước Việt Nam rồi. Người ta nói là năm 2010 có một đoàn tàu chạy xuyên thế khắp thế giới. Đó, thì những có những người người ta đi cái tour đó đó ha, thì trong cái đoàn tàu đó có một cái ông giáo sư. Ông là giáo sư nên ông kiến thức ông rất là rộng. Ông nói là ông không có cần nhìn đất nước, ông đi qua bất cứ nước nào đó, ông không cần nhìn, ông cũng biết là nước đó là nước nào. Không cần nhìn luôn. Không cần nhìn luôn. Thì ông mới, người ta mới không tin, thì người ta mới kêu ông thử, dĩ nhiên rồi. Đó, thì khi mà ông đi qua cái, ông đưa tay ra, ông nói là ở đây nóng quá, chắc là nước Mỹ, California. Ông đưa cái tay ra phải khỏi đoàn tàu đó. Thì đúng rồi, đúng không? Cái ông đi qua một cái nước khác, cái ông cũng thò cái tay ra, cái ông nói ô chỗ này lạnh quá, này là Moscow của nước Nga rồi. Thì sau khi ông đi qua một bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu ngày nữa đó, thì ông cũng đưa cái tay ra xong ông vô, ông nói đây là nước Việt Nam.
Nó nói ủa tại sao nó nóng hay nó lạnh mà bác thầy giáo sư nói là nước Việt Nam. Ông nói không, tại mất cái đồng hồ mất tiêu rồi. Mất cái đồng hồ mất tiêu rồi. Oh my god. Cái này là cười béo thiệt luôn á. Cười béo thiệt luôn. Mất cái đồng hồ là biết rồi. Cô không biết đó làm sao. Nhưng mà thiệt là đúng là con sâu làm rầu nồi canh hết. Dạ. Nhưng mà anyway, đây là một câu chuyện cười cho ngày cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một cuối tuần thật bình an, thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Và cũng không quên chúc cho các em có một ngày lễ ra trường rất là nhiều niềm vui nha. Có nhiều học khu thì bắt đầu tuần này là những tuần lễ cuối cùng để mà có ngày lễ commencement, ngày lễ ra trường rồi. Cho nên là các em sẽ có một ngày lễ ra trường rất vui cùng với gia đình của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới của chúng tôi. Dạ, chào chị.